Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Chiêu. Các bạn thân mến, có một câu hỏi mà chắc chắn rằng tất cả chúng ta ít nhất ai một lần trong đời sở hữu đồng hồ đeo tay cũng đã từng hỏi qua rồi. Đó chính là đâu là cái sợi dây phù hợp nhất với lại cái chiếc đồng hồ mà mình đang đeo trên tay. Câu hỏi này không chỉ những bạn mà đang đeo những chiếc đồng hồ dây da thắc mắc sau một thời gian sử dụng cũng muốn đổi, không biết màu nâu, màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu hồng hay màu gì đây sẽ phù hợp với cái đồng hồ này của mình. Đó, phù hợp phong cách của mình. Và cả những bạn xài những chiếc đồng hồ kim loại cũng vậy thôi. Thì mình xài kim loại một thời gian xong mình sẽ là có nếu như chuyện sẽ xảy ra, nếu như mà mình thay một chiếc dây da vô chiếc đồng hồ này, nó sẽ trông như thế nào, để mình đổi phong cách gì đó. Cho nên đó là cái câu hỏi mà Thảo chắc chắn rằng ít nhất ai một lần trong đời mà đeo đồng hồ đeo tay đó cũng phải hỏi qua rồi. Bởi vì bản thân Thảo cũng như thế thôi. Thì ngày hôm nay Thảo sẽ chuẩn bị cho các bạn một số cái lời tư vấn, một số cái lời gợi ý, một số cái mèo để các bạn có cái cách chọn đồng hồ, những cái mẫu dây da làm sao phù hợp nhất với lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Thì để chuẩn bị cho cái video này, Thảo đã chuẩn bị được ba cái mẫu đồng hồ khá là phổ biến. Thứ nhất á, một mẫu đồng hồ kim loại mà có phần thân vỏ nó được mạ vàng ở một số chi tiết đây. Thứ hai là một chiếc đồng hồ của Movado đây, đó cũng là được mạ vàng toàn bộ luôn, nhưng mà nó là phong cách mỏng, đó là mỏng. Đó. Cái thứ ba chính là chiếc đồng hồ Seiko Cocktail đấy, mang một cái phong cách nó rất là lãng tử. Đó, thì Thảo sẽ tư vấn cho các bạn đâu là những cái màu sắc dây da phù hợp nhất đối với lại từng chiếc đồng hồ như vậy ha. Thì với ba chiếc đồng hồ này, điểm chung đầu tiên các bạn nhận ra đó chính là cái sắc vàng trên phần vỏ của cả mẫu Tissot Luxury này và cả mẫu Vodo. Thì Thảo sẽ tư vấn trước, đối với màu vàng mà nói thì có lẽ không có màu sắc nào của dây da mà phù hợp hơn, an toàn hơn, đó chính là những cái bộ màu cơ bản như là màu đen, màu nâu ha. Thì ở đây Thảo có thêm một lựa chọn cho các bạn nữa là chúng ta có thể thử một cái phương án khác, đó chính là cái bộ màu xám đến từ Hustone, một cái sản phẩm mới nhất của thương hiệu dây Hust đó. Tại vì khi mà chúng ta có thể thử cái này, chúng ta sẽ thấy là cái độ hợp màu của nó như thế nào ha. Đó, ta sẽ để thử các bạn thấy ở đây. Đây, Thảo nghĩ nó cũng khá là phù hợp. Tại vì các bạn có thể tưởng tượng cái dây này thì size nó đang là 20 ha. Cái size này dây nó đang là 20. Nhưng mà nếu các bạn mà mua, mình có thể chọn cái size dây 18 thì cũng được, nó sẽ phù hợp hơn với lại cái chiếc Movado nhỏ này. Đó, thì các bạn cứ tưởng tượng, ví dụ cái màu xám này lên, cái tông này Thảo đang tưởng tượng á, một cái bạn nữ mà da trắng hoặc cái cổ tay rất là gầy, thanh mảnh này. Đó, thì lên cái màu này là cực kỳ hợp luôn, tại vì nó làm sáng da của cái người đeo lên và nó lại kiểu như là nó không có quá bánh bèo nữa. Đó, nhìn rất là hợp. Đó, các bạn có thể coi tương tự như vậy ha. Đó, nhìn rất là ổn. Đó, thì đối với những chiếc đồng hồ màu vàng như vậy thì chúng ta có thể lên cả màu xám, màu đen, màu nâu đều rất là ổn. Tại vì nó cái kiểu nó tông màu nó về một tông á, nó là dễ lên đó. Chiếc này cũng vậy. Chiếc này mình sẽ thấy nó khá là mạnh mẽ, nó gần như là cái vỏ đồng hồ là toàn bộ điểm nhấn của chiếc đồng hồ luôn, tại vì cái dây da nó sẽ nhỏ hơn cái dây kim loại. Đó, các bạn có thể thấy. Nó là nhìn cũng ổn ấy chứ. Nè. Đó, cái viền kiểu màu vàng mà gặp cái dây này nó tối màu á, làm nổi bật cái viền hơn nữa, các bạn có thấy không? Đó, còn nếu cái dây màu trắng nè, đó thì nó sẽ không nổi lắm, nhưng mà thí dụ mình vô cái dây tông tối nè, đó là cái viền đồng hồ nó nổi hơn và cái mặt đồng hồ nó cũng sáng hơn hẳn rất là nhiều luôn, ta nhìn rất là đẹp. Rồi, và chúng ta cũng nên thử cái sợi dây màu xanh nước này lên cái đồng hồ như thế nào, tại vì bình thường cái bộ màu sắc mà đi tông sự tông với nhau á là màu xanh nước với màu vàng cũng rất là hợp. Đó. Thảo thì Thảo thấy nó cũng tương đối, tại vì nếu mà đối với cái Tissot Luxury này thì nó khá là sang trọng và nó khá là quyền lực đối với những cái người đàn ông mà đỉnh đạt, có vị trí xã hội cái thứ đó, thì đeo cái này nó rất là ok. Thì đi với cái sợi dây da mà có màu xanh nước nó hơi trẻ trung, mà đi cái chỉ trắng rồi thì Thảo cảm thấy là không phù hợp lắm. Không hợp lắm thì thôi, để mình thử sang cái chiếc tiếp theo như thế nào ha. Thôi nghĩ cái sự phối hợp này nó cũng được các bạn ạ. Nhìn nó cũng rất là đẹp, tại vì là màu vàng thì vốn dĩ là vàng, kiểu vàng bóng á, mà nó đi chung với lại cái màu xanh nước thẳm như vậy nè, thì nó làm nổi cái dây của mình nó rất là nhiều. Và một cái khá là trùng hợp nữa là cái mặt Movado này nó cũng màu xanh nước đó các bạn. Đó, cái màu xanh nước thẳm luôn. Đó, thì nó đi tông xuyệt tông với lại cái sợi dây da này luôn ha. Thì đi vô nhìn nó gần như là một bộ luôn á. Đó, nhìn rất là đẹp. Nhìn nó trẻ trung hơn là cái màu nâu thì có cái gì nó vintage, nó cổ điển hơn. Còn nếu các bạn thích cái sự trẻ trung, cái sự năng động một tí, có thể chọn cái mẫu màu xanh nước với cái đường chỉ trắng như vậy ha. Còn đối với con cocktail này thì như thế nào? Đây.
Thì vốn dĩ là cái con này nó cũng đã màu xanh rồi các bạn, xanh đen à, thì mình thấy cái con này vô thì nó cũng không có lệch lắm, nó vẫn khá là phù hợp. Thì vẫn là cái màu sắc đó thôi, cái sợi Airhurst mà này với màu xanh nước và chỉ trắng nhìn khiến cái đồng hồ mình trở nên trẻ trung và đáng kể luôn. Đó, và nó cũng rất là tiệp màu xanh nước của cái cocktail này. Giờ Thảo cũng muốn thử xem là đối với cái Hearthstone thì thay vào nó sẽ trông như thế nào ha. À đây, nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn đẹp lắm. Đó, các bạn thấy tại vì là cái màu này kiểu nó màu xám mà, kiểu nó xám trắng, xám bạc, nó đen đen, cho nên là thấy là đi với màu nào nó cũng hợp cả. Cái này, cái vỏ này là màu bạc ha, màu bạc bóng luôn. Đi với cái này nhìn cũng rất là đẹp nè. Nó nhìn cái sợi dây nhìn nó cá tính, nó góc cạnh hơn rất là nhiều so với lại cái sợi màu thẫm. Màu thẫm thì nhìn nó kiểu nó cổ điển, nó văn phòng, thư sinh. Còn nếu mà gắn cái này vô nè, các bạn thấy không? Đổi tông liền, không mà thấy nó khác liền. Nhìn nó đẹp hơn, nó góc cạnh hơn, nó bụi bặm hơn, phong trần hơn. Như vậy là cái phần đầu tiên của video đã xong. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được đối với những cái màu khá là phổ biến trên vỏ đồng hồ, như là màu vàng nè, mặt xanh nước hoặc đen, rồi đối với hay là kim loại, mặt trắng, rồi vỏ trắng các thứ đó. Thì với những cái màu một phổ biến như vậy thì đâu là những cái màu sắc dây da phù hợp? Thảo đã tư vấn các bạn biết đó là những cái màu khá là an toàn và phổ biến. Thứ nhất là có thể là màu trắng, màu xám nè, hoặc là màu xanh nước kết hợp với chỉ trắng, nó có thêm cái sự trẻ trung ở đây. Hoặc là những cái màu phổ biến như màu đen hoặc là màu xám cho nhẹ nhẹ như thế này nè, đó rất là phù hợp luôn. Và sang phần thứ hai của video là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nếu vậy thì mình sẽ nên đặt hàng lấy những cái sợi dây da ở đâu thì sẽ là phù hợp. Thì chúng ta hiện có một số cách thôi. Cách thứ nhất á là các bạn có thể mình lên mạng mình search, mình tìm những cái thương hiệu bán handmade gì gì đó trên mạng, nhưng mà họ cảm thấy nó cũng không an toàn lắm. Tại vì là các bạn biết là đối với dây da mà nói thì nó quan trọng, tại vì nó ảnh hưởng sức khỏe của mình, nó tiếp xúc với cổ tay rất là nhiều, và khi các bạn đổ mồ hôi tay đó thì nó sẽ rất là nguy hiểm đối với da tay của mình. Mình xài lâu nó không ổn cho sức khỏe. Và cái thứ hai là tất nhiên rồi các bạn, người ta nói một cái người đàn ông mà muốn biết là người ta như thế nào, có sang trọng hay không, là phải nhìn một cái đôi giày sợi dây nịch. Thì đó cái tiêu chuẩn ngày xưa, nhưng mà bây giờ là có thể nhìn một cái sợi dây da mà cái người đang đeo nữa. Nếu đeo kim loại tôi không nói, nhưng mà nếu đeo dây da thì nhìn vô là biết. Các bạn không thể tưởng tượng được là kiểu mình mặc đồ rất là sang nhưng mà mình đeo sợi dây da mà nó nát hay nó bị nó chốc thì nhìn nó bị xỉn màu, nó nát dăm dăm thì nó rất là gớm. Thảo vẫn không chắc ăn là cái chất lượng những cái sợi dây mà mình mua trên mạng handmade đó nó sẽ tốt. Còn cách thứ hai là chúng ta có thể chọn một cái nơi uy tín hơn, thì đương nhiên nó cũng đi kèm với cái giá thành nó sẽ cao một tí. Đó là cái việc chúng ta có thể là đặt hàng qua mạng, đặt những sợi dây da của hãng như thế này nào qua mạng. Nhưng mà nó sẽ đánh đổi một cái rất là quan trọng của tất cả chúng ta, đó chính là thời gian. Tại vì không chắc được khi nào hàng nó sẽ về thường rất là lâu. Nó tính bằng tháng, nó không tính bằng ngày, nó cũng không tính bằng tuần nữa các bạn. Thường thì sẽ tính bằng tháng mới có thể nhập dây hãng về cho các bạn được. Mà trong bối cảnh là dịch như thế này nữa thì cái việc mà mình gọi là mình nhập hàng về nó cũng không ổn định, và cũng không thực sự chắc được là khi nào hàng nó sẽ về đâu. Và có cái cách thứ ba Thảo có thể giới thiệu các bạn, đó là về những cái bộ dây da Hearst mà Hải Triều có phân phối, thì nó tiện lợi hơn và nó an toàn hơn. Tại vì là đây là sản phẩm dây da Hearst mà Thảo đánh giá là chất lượng nhất trên thế giới hiện nay luôn, và đảm bảo luôn. Nếu mà nói về độ bền, độ chống nước thì chắc chắn là Hearst là luôn tự tin đứng đầu. Tại vì nếu các bạn có biết thì những video mà Thảo giới thiệu về Hearst rất là nhiều rồi. Thì cái mẫu dây da này là một thương hiệu Hearst rất là lâu đời đến từ Áo ha. Thì họ đã mới ra mắt cái dòng sản phẩm mới nhất của họ mà Thảo giới thiệu sơ qua đầu video, đó là dòng Hearthstone. Thì dòng này khá là đặc biệt, tại vì là bình thường đối với dây da tất nhiên nó phải là da, cái lớp trên nó phải là da, đúng không ạ? Nhưng mà đối với Hearthstone thì các bạn thấy đó, cách mà họ có thể sáng tạo được cái màu này, nhìn nó cái chất liệu như là đá vậy đó, nhìn nó rắn rỏi, nhìn nó bụi bặm, nhìn nó rất là phong trần mà có cái chút cái chất lính trong đây đó, nó rất là xịn đó. Và dòng dây da Hearst này đương nhiên là rất là tuyệt vời, tại vì nó sử dụng cái công nghệ ép nhiệt frame body ha. Nó sẽ ép tất cả các lớp lại với nhau bằng cách nung nhiệt lên, thì chất liệu nó tự chảy ra và dính vào nhau một cách hoàn toàn tự nhiên. Nó khiến cho cái sợi dây này tăng khả năng chống nước và tăng cái độ bền lên, chứ nó không dùng một cái sợi chỉ nào, một cái đường chỉ nào để nối những cái lớp lại với nhau hết. Các bạn có thể quan sát đó, không có một sợi chỉ nào ha, hoàn toàn là bằng nhiệt đó. Còn những sợi dây Hearst khác của Hearst thì nó cũng dùng chỉ, nhưng mà chỉ ở đây chỉ là dùng để trang trí thôi, còn đâu thì ram body ép nhiệt là đã tự dính với nhau rồi. Và một cái nữa rất là tuyệt vời của Hearst đó chính là cái phần mà đệm cao su này nè, rất là tuyệt vời. Tại vì Thảo đánh giá khá là cao, nếu như bạn cảm thấy yêu thích chất liệu dây da, nhìn nó cổ điển, nhìn nó cá tính, nhìn nó các thứ, nhưng mà các bạn lại ngại là dây da nó bị dính nước thì nó sẽ tả, nó nát, nó hôi, nó ẩm mốc, khó thoáng khí, thì cái sự phối hợp tuyệt vời giữa
cao su lớp lót, và cái phần da phía trên sẽ là cái câu trả lời cho cái trường hợp của bạn ha. Sử dụng rất là thoải mái trên cổ tay, không sợ bị hầm hơi, bí hơi, bị thâm tay, không sợ bị ngứa, không sợ bị dị ứng, mà nó lại rất là bền cho cái sợi dây da của mình nữa đó. Và dòng Hearthstone này nó còn sử dụng cái bộ khóa, đây bộ khóa gập rất là xịn sò luôn. Nó sẽ khiến cho cái sợi dây của mình được sử dụng lâu hơn, nó không có bị gấp gãy, không bị đục những cái lỗ kim này như cái bộ khóa thông thường ha. Và nó một cái sự tinh ý nữa là họ có mạ cái màu đen, đen nhám này đó, nhìn đen lì lì lì, rất là cá tính luôn. Lên cái khóa này khiến cho cái sợi dây này toàn bộ là một cái tác phẩm mà đánh giá rất là đẹp về cái mặt thiết kế đó. Gần như là nếu đã là đàn ông chắc chắn nhìn vào sẽ thích ngay, rất là xịn. Và như vậy để kết video này thì Thảo hy vọng là sau cái phần đầu tiên Thảo giới thiệu các bạn, tư vấn các bạn những cái màu sắc nào phù hợp với những cái mẫu đồng hồ nào, và cũng như là tư vấn các bạn một số cái nơi để các bạn có thể dễ dàng tìm thấy những sợi dây da chất lượng, sợi dây da hãng uy tín, thì các bạn có thể có được cho mình một sự lựa chọn ha. Và nếu các bạn cảm thấy yêu thích những dòng sản phẩm đến từ Hearth, các bạn có thể nhấp vào link của sản phẩm Thảo đã để sẵn trong phần mô tả video để có thể tìm hiểu thêm chi tiết cũng như giá bán. Và các bạn đừng quên ấn subscribe không bỏ lỡ những tin thú vị từ đồng hồ chỉ mỗi ngày nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.